Hơn hay bên trái hết dành cho tiếng Hà Hà không tài là hơi bên phải dài hơn chính xác năm điểm đầu tiên dành cho tiếng Hà không còn tiếp theo ở giữa cờ đội có biểu tượng gì hết tiếng Hà mời tiếng Hà tao lên bảy Hà chính xác năm điểm dành cho bảy hai thầy cơm thầy cơm hồi nãy giờ có cảm không ba nè bảy hai mới có được năm điểm câu hỏi tiếp theo em hãy nêu chủ đề của năm học hết chủ đề năm học mời tiếng Hà à má đây bảy hai năm lộn tiếng Hà thưa thầy là tiếng bước lên đò chủ đề của năm học chuyên đến khác dành cho các bạn khác chủ đề của năm học coi chủ đề năm học có hai câu câu đầu tiên là gì mời chí ca mời mời bảy anh hai năm trả lời sai mất tiền thi đấu ba hai một không có câu trả lời thiếu nhi ngoài nhân hoặc tốt chăm ngon vui khỏe an toàn chủ đề đúng không câu hỏi tiếp theo em hãy nêu chủ điểm thứ ba hết chiến hà và bảy hai bảy hai rất nhanh đúng không đấy nhanh nhẹn đấy tiến bước lên đòn chính xác năm điểm dành cho bảy hai câu hỏi tiếp theo bài hát tiếng quân ca do ai sáng tác hết mời bảy hai bảy dạ tôi mời là ban ca chính xác năm điểm dành cho bảy hỏi câu hỏi tiếp theo em hãy hát lời một của bài hát cùng nhau ta đi lên sáng tác của Phong Nhã tiếp tục bảy bảy lời một cùng nhau ta đi lên nếu muốn cùng thanh niên ta đi lên hát cho là quan đạo rồi hát rồi hát đi cùng nhau ta đi lên theo bước để sát đi lên thì lên chưa chính xác câu hỏi đi này A hai hả A hai lên cũng có lên luôn mà cùng nhau ta đi lên theo bước cầu thanh niên đi lên ôi xứng đáng cho mong các hồ đời thì xa lan ly sau mãi mãi cho tim hôn phai bước chân dòng tiêu niềm thành dũng bước nhà tiêu hôn kể thành tươi ai nhìn tài thì muốn suốt đời còn yêu nhau dân yêu chuộng lao động tay người gia thi đua học tập nghề một tiếng xa một ca một đây dành cho bạn tuy nhiên hát vẫn còn xa một số từ câu này không trọn vẹn năm điểm ba điểm mà thôi à hát quen thuộc đủ trăm trăm nhé câu hỏi tiếp theo đến năm 2022 thì tổ chức đội chúng ta chào mừng kỷ niệm 30 năm mời chiến Hà mời mọi người sao à là 94 năm chưa chính xác mời 7 năm là 10 năm. Chưa chính xác. Hết. Quyền trả lời. Đến tổ chức đội chúng ta thành lập năm bao nhiêu? Nay là năm 2022. 81 năm. Có quyền gì đó được không? Thành lập năm 91 mà. Chưa? Câu hỏi dễ. Em hãy đặt điều 4 năm điều có chạy hết. Mấy em không? Điều 4. Khiêu tốn mà thà dũng cả chưa chưa xem bảy bốn chính xác năm điểm dành cho bảy bốn làm từ 73 ra 71 phải không em hãy nêu khi mới thành lập tổ chức
biết đội ta có tên gì khi mới thành lập. Xin mời bảy em một, bảy một trước. Là đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương. Chưa chính xác. Nghe họ có hỏi tuổi mà em mới trả lời đoàn đó rồi. Mời bảy hai. Chưa chính xác, hết quyền trả lời. Khi mới thành lập đội chúng ta có tên đội Nhi Đồng Cứu Quốc. Câu hỏi tiếp theo, Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta được thành lập tại đâu? Mời bảy hai. Thưa thầy là Sài Gòn. Chưa chính xác. Nhớ là trả lời sai là bị trừ nha. À, mời bảy bảy. Chưa chính xác, hết quyền thi đấu. Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta được tổ chức tại, được thành lập tại thành phố Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Câu hỏi tiếp theo, em hãy nêu ngày truyền thống học sinh sinh viên. Hết. Bảy bảy. Dạ thầy là ngày 9 tháng 1 năm 1950. Chính xác, 5 điểm dành cho bảy bảy. Vỗ tay cho. Câu hỏi tiếp theo, em hãy nêu ngày thống nhất đất nước Việt Nam. Mời bảy bà, bảy bà nhiều bốn, bảy bốn chứ, bốn bốn. Dạ là ngày 30 tháng 4 năm 1970. Chính xác, 5 điểm dành cho bảy bốn. Còn tiếp theo qua dễ, ngày 15 tháng 8 âm lịch là ngày gì hết? Mời bảy một. Hai là ngày đêm chúng tôi. Chính xác, 5 điểm dành cho bảy một. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi dễ. Em hãy nêu ngày tháng năm quốc khánh nước Việt Nam hết. Bảy hai. Bảy hai, bảy hai nhanh quá. Năm nữa. Chính xác, 5 điểm dành cho bảy hai. Câu hỏi tiếp theo. Từ khi tìm đường cứu nước đến nay, và đến ngày mất, Bác Hồ đã vào thăm đồng bào miền Nam bao nhiêu lần? Bảy dành cho bảy là sáu. Từ khi tìm đường cứu nước đến ngày mất, này là một lần. Chưa chính xác, dành cho câu hỏi dành bảy ở một. Dạ mày là ba lần. Chưa chính xác. Từ khi tìm đường cứu nước đến ngày mất, Bác chưa lần nào vào thăm đồng bào miền Nam. Đây là nỗi trăn trở lớn nhất của Bác Hồ. Đó chưa? Chưa lần nào là phải một niềm trăn trở quá lớn của Bác. Câu hỏi tiếp theo. Nơi đầu tiên Bác đặt chân trên mảnh đất Việt Nam sau 30 năm buôn ba, hãy mời. Nơi đầu tiên khi Bác đi buôn ba, mời bảy ai? 30 năm sau khi buôn ba bạn về. Xin thầy là ở Cao Bằng. Cao Bằng đúng cái tỉnh thì em nói rõ. Đúng cái tỉnh rồi đó. Mời bảy một. Cao Bằng Lạng Sơn. Chưa chính xác, hai câu trả lời rồi. Chưa hoàn chỉnh. Bạn 72 thì nói đúng cái tỉnh. Tôi xử lý như thế này, đúng cái tỉnh là được rồi. Bác trở về tại cột mốc 108 ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Câu này cộng 5 điểm cho 71 và 72 không từ điểm 71, không từ điểm 71. Em nói có Lạng Sơn, Cao Bằng là Cao Bằng, Lạng Sơn là Lạng Sơn chứ. Thấy chưa? Em hãy nêu đầy đủ họ tên các anh chị em của Bác Hồ. Mời bảy ba mới giờ đây có đầy đủ họ tên anh chị em của Bác Hồ. Hai ba hai. Không có câu trả lời.
Bác Hồ tên Nguyễn Sinh Kim, chị Bác Hồ tên Nguyễn Thị Thanh, em Bác Hồ tên Nguyễn Sinh Sinh. Được chưa? Em hãy nêu hình màu sắc biển báo nguy hiểm của giao thông đường bộ. Mời bảy một. Thầy là biển báo nguy hiểm là hình tròn màu đỏ có biển báo. Chưa chính xác, dành đâu dành bảy hai. Thế này là hình tam giác rồi đỏ, giao thông biển đỏ rồi vàng. Dành cho 72 5 điểm. Thành tạm giác chưa? Thấy chưa? 72 rất chính xác rồi. Em hãy nêu quy tắc 5K và chống Covid Corona. Hết. Dành cho 74. 5K. Chưa đầy đủ. Bỏ đầy đủ nào. Chân cho người khác. Mời bạn không? Dạ thầy là khẩu trang khử khuẩn khoảng cách, khai báo không tiếp xúc. Chính xác, 5 điểm dành cho bạn không? Một câu hỏi dễ. Em hãy kể tên bất kỳ ba anh hùng thiếu niên như nào. Hết. Mời bạn vậy. Bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống rồi đã. Bỏ tay xuống rồi đã. Cơ hội dành cho đội khác. Mời bạn một. Dạ thứ hai là Năm Văn Giờ, Lý Thị Sở và Năm Văn Hà. Chưa chính xác. Hết quyền trả lời. Mấy anh ấy, Năm Văn Hà, Lý Thị Sở không phải anh hùng. Chỉ người đầu viên đầu tiên thôi. Như anh hùng như là Kim Đồng là đúng. À, Lê Văn Tám, Vừa Ngã Chính. À, những anh hùng. À, như vậy, câu này hai đội trả lời sai. Em hãy nêu những điều nên làm đối với rác thải được hướng dẫn trong sổ tay đội viên. Những điều nên làm đối với rác thải. Được hướng dẫn trong sổ tay đội viên. Mời bé một. Mời bé một. Hà là xử lý phân loại và tái chế. Chưa chính xác. Mời đội khác. Không có câu trả lời. Nếu em không bỏ vào thùng rác làm sao mà không? Điều đầu tiên phải bỏ vào thùng rác đó. Đúng rác thải chúng ta. Một, bỏ rác đúng nơi quy định. Hai, vận động gia đình người thân phân loại rác như túi ni lông, can nhựa, bỏ lon để riêng bán hoặc tái chế sử dụng. Ba, thu gom rác sạch sẽ gọn gàng khi đi dã ngoại, cắm trại, picnic. Ghi rất rõ ba điều này trong sổ tay đội viên. Hả? Thầy nói rõ là trong sổ tay đội viên mà. Được chưa? Đó, thầy Cường tổng kết dùng.